em lười như anh nhỉ. Tôi đi chịu khó rửa chén ấy. Sáng đi chăn trâu, chiều về cho gà, tôi đi rửa chén. Rửa sáng là cho gà ăn này, cho gà uống nước này, cho gà con, cho gà to này, cho gà chiến thì anh ngoài cho rồi. Còn đâu là chưa cho, xong rồi dắt bò ra này, chưa cho bò ăn cỏ uống nước này, rồi dắt bò về rửa chén. Phải rửa chén, chứ phải có chén mà uống nước. Còn cái loại mà không muốn rửa, mà đời vẫn muốn uống ấy, thì có uống được không? Uống được xanh thì hồi thì tới rồi đấy mọi người ạ. Rửa, nó để mà rửa đi rửa lại, rửa mấy lần nước ấy. Cái vòng vàng này là biết là tại gì không? Là tại do nhà nó để ta uống nước thuốc rồi. Nước mát, mát đi. Mát gan, mát tợn đi. Cho nó khỏe.